Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Ngay sau đây là những tin tức 24 giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật. Một người khuyết tật bị xe buýt từ chối đưa đón. Lần đầu tiên mổ cắt tổn thương ung thư dạ dày tại Đắk Lắk. Hạn hán khốc liệt tại Esup. Các nông dân EK chủ động thức ăn chăn nuôi. Góc nhìn DRT, lớp học hạnh phúc. Clip bảo tàng trong buôn làng. Vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều nay, tại một sạp bán hàng quần áo, giày dép ở chợ xã Crong Búc, huyện Crong Bách bất ngờ bị cháy. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ địa phương, chính quyền xã cùng người dân đã nhanh chóng có mặt và kịp thời dập tắt đám cháy và không để cháy lan ra các sạp hàng khác trong chợ. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại của hộ kinh doanh bị cháy. Tối 16 tháng 5, giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 14 năm 2024 đã sôi động trở lại với trận bán kết đầu tiên giữa hai câu lạc bộ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước và PFU Lucas Nhật Bản. Lucas tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình khi đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc khuất phục Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước với tỷ số 3-0. Tỷ số các set lần lượt là 25-17, 25-17 và 25-21. Như vậy, PFU Lucas đoạt vé vào chung kết. Đối thủ của PFU Lucas là đội thắng trong trận bán kết thứ hai diễn ra vào tối nay giữa chủ giải VTV Bình Điền Long An và đương kim vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 LP Bank Ninh Bình. Trên địa bàn huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk hiện có 24 cơ sở giáo dục với gần 5.600 học sinh có sử dụng phương tiện mô tô, xe máy điện, xe đạp điện và xe đạp tham gia giao thông hàng ngày. Trong thời gian vừa qua, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Ea Leo đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết đối với tất cả các em học sinh trong lứa tuổi học sinh đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Mặc dù đã được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thậm chí bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử phạt, nhưng trên thực tế, các hành vi vi phạm vẫn diễn ra thường ngày và đã có không ít vụ việc đáng tiếc đã xảy ra. Khi được hỏi các em học sinh và nhiều bậc phụ huynh, chủ xe hoặc đứng tên trong đăng ký xe, đều đưa ra các lý do khác nhau để biện minh cho việc vi phạm. 4 giờ 40 phút hàng ngày, anh Trắng Quốc Việt, sinh năm 1980, trú ở tổ dân phố 4, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, lại có mặt ở bến xe buýt để chờ đón xe đi các huyện như Mararak, Eka, Krông Bách để bán chổi, công việc mưu sinh mà một người khiếm thị như anh lựa chọn. Thế nhưng, không phải lúc nào anh cũng được xe đón. Đơn cử như chuyến xe này, dù đã bật đèn xin đường để ghé vào bến, nhưng khi thấy anh Việt, tài xế đã cho xe tiếp tục hành trình mà không dừng lại đón. Đợt này đi bán hay đón cái xe buýt Mararak với cái xe buýt đi Buôn Chấp, người ta cứ đi qua trạm là người ta thấy là người ta đi luôn chứ người ta không có đón. Mỗi ngày rong ruổi trên khắp các con đường với bó chổi trên vai cùng túi đồ gia dụng nhỏ trên tay, anh Việt chỉ mong có thêm thu nhập để cùng vợ lo cho hai con ăn học. Anh chia sẻ ở thành phố ít bán được hàng nên anh luôn chọn đi các huyện để bán. Người khiếm thị như anh không có nhiều cơ hội để lựa chọn công việc nên luôn cố gắng, nỗ lực. Xe buýt là lựa chọn duy nhất của anh. Thế nhưng sự lựa chọn ấy giờ đây đối với anh cũng không phải dễ dàng. Đi cũng cầu mong là xe buýt rồi nó cho mình đi lui đi tới để mình kiếm đồng tiền để mình sống qua ngày thôi. Liên quan đến vụ việc này thì xin chia sẻ thêm thông tin là theo quyết định số 03/2019 quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị thì các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải có trách nhiệm thực hiện chính sách miễn giảm giá vé đối với người khuyết tật và xe phải có chỗ dành riêng cho người khuyết tật và các đối tượng ưu tiên khác. Nếu xe không có thiết bị hỗ trợ thì nhân viên phục vụ có trách nhiệm giúp đỡ cho người khuyết tật lên xuống xe. Việc xe buýt không chịu đón khách là người khuyết tật là hành vi vi phạm pháp luật và khó có thể chấp nhận được. Rất mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ vụ việc. Sáng nay ngày 17 tháng 5, Câu lạc bộ Ung thư Dạ dày Thế giới đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh
tiến hành mổ thị phạm 3 phẫu thuật cắt tách tổn thương ung thư dạ dày được truyền trực tiếp từ phòng mổ với sự theo dõi của hàng trăm bác sĩ trên khắp cả nước. 3 ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp cắt tách dưới niêm mạc dạ dày ES. Đây là kỹ thuật nội soi loại bỏ các khối ung thư sớm khu trú ở niêm mạc ống tiêu hóa mà không cần mổ hở để điều trị, đồng thời cũng hạn chế tối thiểu các sang chấn, bảo tồn đường tiêu hóa, giảm thiểu đau đớn cho bệnh nhân mà hiệu quả điều trị tương đương. Trong các ca mổ đây chúng tôi dùng ICG là thuốc để chỉ thị màu. Chúng tôi biết não hạch tới đâu, cắt như thế nào và dùng phẫu thuật nội soi và những trang thiết bị về để dùng nội soi nữa. Do đó cần những trang thiết bị gọi là dùng cái hiện đại và chính xác để phẫu thuật. Để thực hiện ca mổ ứng dụng kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc ESD trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn sớm cho bệnh nhân, đòi hỏi đội ngũ bác sĩ phải được đào tạo bài bản, các kỹ thuật chuyên sâu cùng với sự trang bị những thiết bị hiện đại hỗ trợ của cơ sở y tế. Bệnh viện Thượng Hành đã nỗ lực chuẩn bị bằng nhân lực cũng như là trang thiết bị cơ sở hạ tầng phòng mổ đạt chuẩn và mọi cái phương tiện với sự hỗ trợ của các cái chuyên gia để triển khai thực hiện các cái ca mổ thị phạm. Hiện nay ung thư đường tiêu hóa chiếm khoảng 25% trong các loại ung thư và có xu hướng gia tăng. Việc ứng dụng mổ nội soi can thiệp ESD sẽ giúp chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả những ca ung thư sớm đường tiêu hóa, góp phần giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 117,5 km với điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 26B và quốc lộ 1 tại cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Khánh Hòa dài 32,7 km và đoạn qua tỉnh Đắk Lắk dài 84,5 km. Để thực hiện dự án này, giữa tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 196,62 ha rừng trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong đó, diện tích rừng tại Đắk Lắk là 169,43 ha. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chính thức ban hành quyết định số 1206 về việc chuyển đổi mục đích sử dụng 135,46 ha rừng nhằm thực hiện dự án thành phần 2. Phần lớn diện tích rừng này hiện do chính quyền địa phương và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Krông Bông, EK và Madarak quản lý. Còn lại 33,97 ha thuộc dự án thành phần 3 vẫn chưa có quyết định chuyển đổi. Hiện nay thì kể cả chủ đầu tư cũng như các nhà thầu thì đang rất là quyết tâm để đẩy nhanh cái tiến độ thi công cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên là đến thời điểm này còn khoảng 3,7 km là đang bị ách tắc về mặt bằng mà phần lớn là rơi vào ở ba cái vị trí có rừng như thế này. Và cái việc mà chậm giải phóng mặt bằng, cụ thể là chậm cắt những cái cây rừng thế này, chuyển đổi mục đích như thế này thì cần phải có một cái thời gian ít nhất là khoảng trong vòng hơn một tháng nữa. Thì e rằng là nếu mà việc này làm chậm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công cao tốc. Cụ thể là đến cuối tháng 5 sang tháng 6 thì Đắk Lắk bắt đầu bước vào mùa mưa. Đến nay cả nước vẫn còn 95 công ty chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới, chiếm 37% tại 24 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và 2 tổng công ty. Riêng tại Đắk Lắk hiện có 23 công ty đang quản lý sử dụng gần 220.000 ha đất. Các công ty nông lâm nghiệp đều hoạt động kém hiệu quả, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, hợp đồng khoán tại các công ty diễn biến phức tạp. Tại hội nghị của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp, xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất đai tại các công ty này. Đây là hình ảnh những ao hồ cạn trơ đáy do thời tiết khắc nghiệt hạn hán kéo dài đang diễn ra tại huyện Esup. Nhiều diện tích cây trồng đã chết khô, thiếu nước. Người dân chỉ biết trông chờ vào trời mưa để hy vọng cứu vãn cây trồng đang khô héo. Hồ Trung Chuyển hiện là hồ cứu tinh cho cả khu vực. Mỗi ngày có cả chục máy bơm của bà con hoạt động hết công suất để lấy nước sinh hoạt và tưới cho cây trồng. Do hạn kéo dài, người dân bơm tưới nhiều nước dự trữ nên cũng cạn đáy. Huyện Esup đã kiến nghị lên cơ quan cấp trên sớm có những hỗ trợ thiệt hại cho người dân cũng như đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi chống hạn lâu dài trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong mùa khô năm nay, trạm bơm thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Chư Mờ Ga được đánh giá là công trình thủy lợi đầu tư theo công nghệ cao, thông minh bậc nhất hiện nay tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, ngay khi vận hành đã liên tục gặp sự cố vỡ đường ống nước cũng như phân phối nước. Các sự cố hiện đã được khắc phục, công trình đã vận hành ổn định, dẫn nước về tới tận vườn của người dân. Những năm trước, gia đình ông Mai Văn Hùng ở xã Quảng Tiến phải chật vật kéo những cuộn ống dài lấy nước từ suối để tưới cho cây trồng. Năm nay khô hạn khốc liệt, nhưng nước về tận vườn, ông Hùng chỉ cần mở van của trạm cấp nước tưới đến từng gốc cà phê, sầu riêng. Cho lắm, hồi trước là tưới một cây số mà, nước khó khăn. Rồi cũng nhờ cái trạm bơm Tiến Cường này đây, rồi nói chung là phục vụ thấy cũng được. Cùng với gia đình ông Hùng, khoảng 350 hectare cây công nghiệp của gần 400 hộ xã Quảng Tiến đã được tưới nước từ trạm bơm. Tôi thấy công trình phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, rẫy gia đình tôi ở cuối nguồn lại nhiều người tưới cùng lúc nên có một số thời điểm nước yếu. Sau khi khắc phục sự cố bể ống nước tại một số khu vực, trạm bơm đã vận hành ổn định, chạy tự động từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Tuy nhiên, trạm bơm hiện vẫn đang gặp bất cập trong quản lý vận hành, cần sớm thành lập các tổ hợp tác thủy nông, xây dựng lịch tưới, đảm bảo việc cung cấp nước được hài hòa, phát huy hiệu quả của trạm bơm. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, đồng cỏ bị thu hẹp, làm thế nào để tiết kiệm chi phí, đảm bảo thức ăn, duy trì đàn vật nuôi đang đặt ra nhiều thử thách cho người chăn nuôi. Và cách làm của những nông dân EK sau đây, bà con chăn nuôi có thể tham khảo. Chăn nuôi bò thì gia đình cũng nuôi thêm cỏ rồi, thêm dơm rồi, thức ăn nó mắc thì gia đình cũng mua thêm bắp rồi thêm xay mua cám gạo đó về ăn thì nó cũng bớt đi. Ngoài việc tận dụng những vùng đất bạc màu trồng cỏ cao sản, tận dụng những phụ phẩm nông nghiệp sẵn có cho ăn trực tiếp, nhiều hộ dân trang trại tại huyện EK đã được hướng dẫn thực hiện mô hình trồng ngô sinh khối, biến chế, phối trộn những phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch thành thức ăn chăn nuôi chất lượng, từ đó chủ động được nguồn thức ăn sạch, giàu dinh dưỡng cho hiệu quả cao. Sản xuất ngô sinh khối làm thức ăn cho đại gia súc đấy thì phải nói nó có rất nhiều các cái lợi ích. Nó là một cái loại thức ăn chất lượng tốt và rẻ tiền mà lại sẵn có ở tại địa phương. Trong điều kiện đồng cỏ ngày càng thu hẹp, giá thức ăn tăng cao, người chăn nuôi vẫn chủ động được nguồn thức ăn đã giúp huyện EK duy trì ổn định gần 30.000 con trâu bò, đóng góp hơn 30% giá trị của ngành nông nghiệp địa phương. Chị Như Lê này, theo chị hiểu thì lớp học hạnh phúc sẽ là lớp học như thế nào? Theo tôi thì một lớp học hạnh phúc được hiểu đơn giản là một lớp học được xây dựng bằng những trái tim yêu thương. Vâng, đó cũng là điều cốt lõi mà cô và trò tại một trường trung học phổ thông đang xây dựng nên một lớp học hạnh phúc. Đối với cô và trò lớp 10A2, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lớp học hạnh phúc được xây dựng từ những trái tim yêu thương. Ở đó mỗi ngày đến lớp, cô và trò gặp nhau luôn cảm thấy vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng chia sẻ yêu thương đong đầy. Dạ, mô hình lớp học hạnh phúc này thì rất là tuyệt vời khi mà mọi người đều có thể góp ý chia sẻ cho nhau và giúp cho nhau cải thiện tốt lên, đoàn kết hơn và hiểu nhau hơn. Để xây dựng một lớp học hạnh phúc thì người giáo viên chủ nhiệm là một nhân tố quyết định quan trọng. Vì thế, đối với cô Minh Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thì nhiệm vụ của cô không chỉ đơn giản là lên lớp với những bài giảng trong sách vở và vận dụng thực tế, mà còn làm thế nào để lớp học trở thành một nơi thú vị để được học, để được trải nghiệm và là nơi mà các em học sinh luôn cảm thấy hạnh phúc. Để xây dựng một lớp học hạnh phúc thì phải có những cái tính, ví dụ như là biết chỉ sẻ chia, các bạn biết đoàn kết, các bạn sẽ biết yêu thương, biết giúp đỡ lẫn nhau. Và ngoài ra thì các bạn sẽ không kỳ thị mà phải biết giúp đỡ những bạn khó khăn hơn. Cuộc sống của chúng ta có muôn vàn điều mới mẻ, nhưng trong đó có những thứ vô cùng quý giá, tồn tại mãi, đó chính là tình yêu thương. Và từ chính những lớp học hạnh phúc như thế này, các em học sinh sẽ trở thành những người hạnh phúc, biết chia sẻ, yêu thương, từ đó trở thành những người trò ngoan, công dân tốt. Và trước khi kết thúc 24 giờ cùng DRT hôm nay, như thường lệ là một địa điểm rất ý nghĩa mà 24 giờ cùng DRT muốn gửi đến quý vị và các bạn. Một bảo tàng tư nhân giữa buôn làng Buôn Ma Thuột.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui, hạnh phúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.